Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một video clip để review về một cái account ở Warpath của cái S12. Account tên là Devin Cry 666 đến từ clan HBR. Ok. Rồi thì trước tiên chúng ta sẽ cùng xem qua cái thông tin info của cái account này. Account này với lực chiến là 190 triệu và có điểm tiêu diệt là 1,5 triệu. Và cấp VIP của anh ta là 18. Với cái điểm tiêu diệt 1,5 triệu này thì mình có thể thấy là chúng ta có 66,7 nghìn mạng tiêu diệt của bậc 13. Và hơn 9 nghìn mạng tiêu diệt bậc 14 và hơn 700 mạng tiêu diệt của bậc 15. Và với cái mức lực chiến như thế này, chúng ta sẽ xem thêm một số cái thông tin cơ bản về cái account này liên quan đến lực chiến công nghệ là 59,7 triệu, lực chiến quân đội là 89,3 triệu, còn lại là một số các thông tin về lực chiến khác. Lực chiến cao nhất mọi thời đại là 186 triệu, vậy chứng tỏ là cái 190 triệu anh em đang nhìn thấy đây là đã được cắn búp lên rồi. Và quân số bị mất là chỉ có 248k thôi. Như vậy là với mức tiêu diệt là 1,7, tức là chết 1 ăn 7 và tổng tài nguyên thu thập được là 22,8 tỷ. Trong đó đóng góp công nghệ là 23,1k. Và với VIP 18 này thì hiện tại là anh ta đã chơi được khoảng 617 ngày là để kiếm được VIP 18. Ok. Và với 190 triệu này thì đã có những cái bộ huy chương như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ có hai bộ huy chương của Moscow và San Francisco. Thì hầu như là còn thiếu cái của Điện Kremlin thôi. Đấy, huân chương chiến công A. Còn thiếu cái top 30 cỗ máy chiến đấu ở trên San Francisco. Còn lại thì ở trên Moscow thì thiếu cái điện Kremlin. Nhờ. Ok. Rồi thì với cái thông số như thế này thì chúng ta sẽ cùng xem là anh ta xếp hạng bao nhiêu ở trong thế giới của S12. Thì với 186 triệu. Thì anh chàng này đang xếp ở vị trí thứ 44. 44 của máy chủ S12 nhá, trong đó top 1 vẫn là King King với gần 400 triệu lực chiến rồi, và thứ hai là C4 và 377 triệu. Và với tài nguyên thu thập được và mạng tiêu diệt thì là với 1,5 triệu, anh ta xếp hạng thứ 63 của máy chủ này. Và mạng tài nguyên đã thu thập thì 22,8 tỷ. Là đứng thứ 53, trong đó người chơi VNA liều mạng thì có tổng số tài nguyên thu thập được là 30 tỷ. Ok, đó, rất nhiều, 22,8 tỷ mới xếp thứ 53 thôi. Đấy là ở trên S12, chúng ta sẽ cùng xoay một chút ở trên San Francisco, một thành phố cấp 4 mùa này. Thì với cái mức lực chiến và mức mạng tiêu diệt cũng như là tài nguyên thu thập thì anh ta xếp thứ bao nhiêu của cái bản đồ này? Thì 190 triệu anh ta xếp thứ 101 của cái máy chủ của cái bản đồ này. Xếp đầu tiên vẫn là thành viên RS Starcraft, một thành viên đến từ S13 mới chuyển sang S22 là 470 triệu. Và thứ hai là một trong số những máy chủ mới nổi là S25 Amon Express 001 là 406 triệu. Và có lẽ là mình sẽ cố gắng liên hệ với một trong hai tài khoản top 1, top 2 này để review cho anh em xem chơi, xem là với mức là trên 400 triệu thì nó có gì nhỉ. Mạng tiêu diệt thì sao? Mạng tiêu diệt thì với 1,5 triệu anh ta xếp hạng 139 của bản đồ. Trong đó thì top 5 người đầu tiên là từ 5,8 triệu trở lên rồi. Vẫn là anh chàng Amon Express 001 của S25 với mức tiêu diệt là 7,4 triệu. Đấy, 7,4 triệu lính tiêu diệt, và trong đó mạng bậc 13 là 1 triệu. Hơn 1 triệu. Đó, rất là uy tín nhờ. Bậc 13. Và skin cũng là của một thành viên của top của S22, cũng là 7,1 triệu rồi. Đấy, thì mình sẽ không đi sâu về những anh chàng này nữa, mà chủ yếu tập trung vào cái account là Devin Cry 666 này. Và với 22,8 tỷ tài nguyên thu thập thì anh ta xếp hạng 117 của bản đồ, San Francisco. Vậy chứng tỏ là còn có rất nhiều người chơi chăm thu thập khác ở bên trên, cụ thể đến từ hai clan là RPL của S6 và X của S10 là chủ yếu thôi. Đấy, top 20 là chủ yếu toàn những thành viên ở đây. Nha. Đấy, đấy là một vài thông tin cơ bản liên quan đến cái phần lực chiến cũng như thông tin của anh ta so với cái máy chủ S12 cũng như so với bản đồ San Francisco mà anh ta đang tham gia.
Rồi chúng ta sẽ cùng xem chi tiết hơn vào bên trong cái tài khoản này xem là nó có gì. Đầu tiên là soi về base skin xem có gì không. À không có gì ngoài cái mặc định và cái tinh thần dâng cao. Tinh thần dâng cao này là ở giai đoạn đầu game, đầu trò chơi thì anh ta kiếm được thông qua cái sự kiện là đua top lực chiến là nhận được cái này thôi. Hiệu ứng này cũng mới có cái thùng tầm nhiệt này. Đó, rồi và xem về công trình. Công trình thì mình nhìn thấy đây là hầu như mắc hết rồi. Chúng ta sẽ xem công trình tường thành kiên cố của anh ta. 10, 10, 10 và 29. Vậy là anh ta đang tập trung dồn vào cái cục tường thành kiên cố ở phía mặt bên này. Xem tiếp xem là số thẻ còn lại anh ta còn bao nhiêu thẻ. Tổng cộng là 86 thẻ vàng và 339 thẻ bạc. Vậy là một cái con số cũng khá là khiêm tốn. Và xem tiếp có lẽ là xem về công nghệ đi. Xem nghiên cứu anh ta nghiên cứu được đến đâu rồi. Với 190 triệu thì cái phần nghiên cứu của anh ta cũng là đã là khá là hòm hòm. Trong đó là 40 cây công nghệ đầu tiên chắc là mắc hết rồi. Bây giờ anh ta đang nghiên cứu tập trung vào tác chiến cao cấp. Trước đây thì có ký kết hợp đồng, ký kết hiệp ước. Nhưng mà bây giờ chắc là chuyển sang cái giai đoạn cày chay và thi thoảng có nạp gói thôi. Và để một cái hàng nghiên cứu này là đủ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về nghiên cứu. Bộ binh thì không có một chút nào cả. Xe tăng thì hầu như là mắc hết rồi. Chỉ còn lại những cái nhánh công nghệ mà không có phục vụ cho anh ta chơi. Ví dụ như là tốc độ xe tăng. Tốc độ của xe tăng hạng nặng và hạng siêu nặng chẳng hạn thì có tăng lên thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Và sức chứa quân dự bị thì anh ta cũng không nâng. Đó. Sang pháo binh thì sao? Pháo binh thì anh ta đang focus dần về nhánh pháo binh để cố gắng đạt được cái phần thần chiến tranh. Đó. Còn những cái mục mà cần ưu tiên thì anh ta đã có thể là mắc hết rồi. Ví dụ như là thời gian nạp đạn hoặc là hỏa lực của pháo binh cũng như là tăng sát thương lên xe tăng từ pháo binh là đã cố gắng mắc từ sớm để có thể phòng thủ cũng như là tấn công đối phương. Sang nhánh máy bay thì sao? Nhánh máy bay cũng khá là cũng được đầu tư một mức cơ bản thôi chứ cũng không phải là ô đi tất cả. Trong đó thì do là chưa đủ tài nguyên cũng như là cái phần huy hiệu thành phố cho nên là anh ta chưa thể nghiên cứu được cái mốc cuối này. Cố gắng tập trung vào hai cái phần sát thương và kháng sát thương này là ok lắm rồi. Đó, đây nữa. Hỏa lực. Đó, còn đâu thì chủ yếu để lưng vừa phải đủ mốc để nghiên cứu cái tiếp theo thôi. Vậy là cái phần nghiên cứu của anh chàng này cũng là khá là cơ bản đấy. Đấy, với 452 trên 755 điểm thì anh ta nghiên cứu được như vậy và có 34 điểm của phần phòng thủ thành phố nâng cao. Thì cũng chắc là cơ bản, tức là cái phần này là anh ta nghiên cứu trước khi mà mở cái cây tác chiến nâng cao thôi. Đấy, sau khi có cái cây tác chiến này thì anh ta bỏ cái cây phòng thủ rồi. Và mình cũng thấy là cái cây phòng thủ thành phố nâng cao này khá là phế, chả có tác dụng gì nhiều. Rồi, đấy là liên quan đến vấn đề về công nghệ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cặp bài đội hình mà anh ta đang chơi cũng như là xe anh ta đang có. Thì đơn vị này. Ở đây thì mình nhìn thấy là có cũng anh ta đã có 5 đơn vị hiện đại, trong đó anh ta dồn chủ yếu vào trực thăng của Liên minh Tự do là 9.0 rồi, còn lại tất cả các đơn vị khác hiện đại khác thì đang ở mức 8.0 thôi. Và chúng ta sẽ xem cái đơn vị hiện đại mạnh nhất này của anh ta sẽ có cái gì. Cải tiến thì chắc là full hết rồi, không tính toán phần linh kiện thì linh kiện đồ đạc rất là ngon. Đồ đạc thì chỉ thiếu mỗi cái động cơ nữa thôi. Có lẽ là anh ta cũng sẽ tìm cho mình một cái động cơ vàng cộng cộng nữa để có thể là tăng được sức mạnh của chiếc trực thăng này lên. Trong đó thì cơ chế linh kiện đục quân thì anh ta đang ở cấp 65 rồi. Cộng tổng tất cả là lên đến 87,5% cho cái phần dụng cụ bảo dưỡng và hơn 116% của cái vũ khí gắn ngoài hoặc khoang tròn tên lửa hoặc động cơ. Một cái phần bonus rất là nhiều lên đến ví dụ như là cái súng này anh em nhìn thấy này. Bonus ngoài 30% ra còn cộng thêm 116% nữa thì nó lên đến tổng khoảng độ 179.000 hỏa lực. Đó, cũng là một cái con số cộng vào rất là đẹp. Phần nguyên mẫu thì sao? Nguyên mẫu thì anh ta đang là 98, 98, 48 và 98. Vậy là còn thiếu khá là nhiều buji nữa để có thể lên được 9.1. Nhưng chắc là anh ta đang cố gắng focus vào thôi. Bởi vì mình nhìn thấy là đang 5/7 rồi. Vậy là 7321 cộng mới lại chỗ này nữa, 7428. Đấy, cộng với 1 ở đây nữa là 29, anh ta còn thiếu 29 cái buji nữa để lên thôi. Buji là một chuyện nhưng còn cái phần nguyên mẫu cũng là một cái chuyện mà chúng ta cần phải cân nhắc. Tổng quan thì cộng tổng của tất cả các buji ở mức 9.0, anh em có thể nhìn thấy phần hỏa lực, sinh lực nó được cộng rất nhiều như thế này.
Đấy, còn thông số cụ thể thì nó là ở cái chỗ này rồi. Nhờ, nhìn rất là đẹp. Đấy là đơn vị mạnh nhất của anh ta. Còn lại thì những đơn vị khác thì anh ta chủ yếu dừng lại ở mức là 48% thôi. Thì cũng không có gì nhiều. Mình cũng chỉ xem qua cái phần linh kiện của các cái đơn vị này để cho anh em xem là với mức 190 triệu như vậy thì linh kiện và đồ đạc của anh ta đang có là những cái gì. Đấy, chủ yếu là lưng cho vừa đủ thôi. Đấy, vẫn là đơn vị khỏe nhất thì chúng ta lên all in tất cả vào nhá. Đấy. Rồi tiếp theo thì sang không quân. Xung không quân mình thấy ở đây là anh ta đang có hai đơn vị là level 200 và một chiếc ném bom của Nga của Đảng Trật Tự với 8.1. Đó, rất đẹp nhá. Đồ đạc cũng khá là đẹp, đồ đạc còn thiếu mỗi cái vũ khí tác chiến nữa thôi. Cố gắng là kiếm được cái vũ khí tác chiến vàng cộng cộng nữa thì là tuyệt vời. Đấy, trong đó những cái đồ khác thì cộng cái cơ chế linh kiện không quân lên đến 12 rồi. Cộng đến cái phần hệ thống phụ trợ nhìn cũng đẹp đấy chứ nhỉ. Nguyên mẫu thì đang anh ta đang dồn. Cũng là một cái mức là khá là cơ bản đối với cái một cái A-cao ở S-12 ở thời điểm hiện tại. Nhìn cái số thừa nó cũng khá là đẹp. Hai máy bay level 200 mà còn thừa lại những cái thứ như thế này thì chứng tỏ là cái A-cao này cũng là được đầu tư một mức cơ bản từ đầu đấy. Đấy, thì theo thông tin cơ bản thì mình có hỏi chủ A-cao thì anh ta cũng bảo là đầu tư được khoảng là hơn 200 triệu vào trò chơi game này rồi. Đấy, thì anh em xem là hơn 200 triệu với mức vừa cày vừa đầu tư thì mình hy vọng là mình sẽ có vượt được cái A-cao này hay không nhờ. Rồi xem cái dàn sĩ quan của anh ta cái. Xem phần tướng thì cái phần tướng của anh ta thì thần kiếm quốc gia đang được focus vào là 4122. Trong đó thì thiên sứ ánh sáng thì cũng đang nâng cấp dở. Và mũi giáo thần thì cũng đang là 2222. Đấy, pháo đài thép thì chưa có một điểm nào. Còn lại thì tất cả các sĩ quan đều là level 60 cũng như là cháy vàng hết rồi. Còn sĩ quan máy bay thì sao? Còn cứu tinh bầu trời, sao chổi kim ngân vừa mới ra thì chắc là không có điều kiện để chơi rồi. Thần chết mỉm cười cũng chỉ có ở trong quán rượu thì anh ta cũng không thể đua được. Và tiểu tiên vàng thì anh ta cũng đang nâng cấp hay sao, hay là đang bỏ dở giữa chừng là 5444 rồi. Còn lại thì những sĩ quan máy bay khác thì cũng đã cháy vàng và level 60 hết cả rồi. Nhờ, số tượng thừa thì mình không biết là còn thừa bao nhiêu tượng. À, thừa 505 tượng cả. Đấy, vậy thì anh ta chắc là đang đợi cái bản cập nhật mới để ra thì phải. Rồi chúng ta sẽ xem qua về phần khí tài anh ta còn lại những cái gì. Thì ở đây thì phần tài nguyên của anh ta còn thừa rất nhiều. Mình nhìn thấy là còn khoảng hơn 400 cái hòm lựa chọn tài nguyên 500.000 nữa. Rất là nhiều để có thể đua được các cái phần lãnh thổ pháp lý mình chạy đua vũ trang hàng ngày nhờ. Rồi tăng tốc thì cũng còn cơ bản là hiệu ứng có lợi. Tướng sĩ quan, sĩ quan ở đây thì còn có tượng cỗ máy chiến tranh cũng còn thừa khá là nhiều. Sau đó đến Mary và đến tượng Jack Spanner. Có lẽ là cần phải đổi các cái số tượng này sang tượng vàng ở sự kiện đổi tượng thôi. Còn sang phần khác thì chắc là cũng không có gì nhiều để xem. Trong đó thì có một cái lưu ý là huy hiệu đóng góp thành phố là một trong số những cái nguồn mà hầu hết người chơi đều thiếu và đều phải chắt chiu thôi nếu như không muốn nạp. Trong đó có những cái thừa nhất là cái lệnh không vận này là thừa rất nhiều thì lại không biết dùng vào đâu cả nhờ. Đấy, rồi ok, chúng ta sẽ xem phần album kỷ niệm 1 năm của anh ta thì trong cái thời điểm 1 năm thì anh ta đạt được những cái gì. Để xem là cái A-cao này cái thời điểm đó thì có những cái gì chúng ta cùng quan sát nhờ. Anh ta chơi vào ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Cái tài khoản này là chơi cùng cái giai đoạn của mình, cái A-cao của mình, và mình có lập cái boss liên quan đến tuyển anh em ủ ắc của S12 ấy. Ngày xưa mình ủ ở S11, sau đó nhảy sang S12 đó, và bắt đầu chơi từ thời điểm đấy đến bây giờ. Thì anh ta chơi từ ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 là bắt đầu, sau đó là đến 28 tháng 5, tức là chỉ khoảng độ là hơn 2 tháng là anh ta đã được đạt được cấp 32 rồi. Một cái thời mốc thời gian rất là nhanh, bởi vì cái quãng thời gian đó thì anh ta cũng đầu tư khá là nhiều. Và một trong số những cái boss mini boss của liên minh của mình trong cái thời kỳ khai thiên lập địa anh em ạ. Rồi thì chúng ta sẽ cùng xem qua một vài các cái thông tin khác để xem có gì đáng chú ý diễn ra ở đây không. Thì mình cũng không thấy có gì. À đây rồi, cái thời điểm kỷ niệm 1 năm là anh ta đã đạt được cấp VIP 16, tức là trong vòng 1 năm chơi game anh ta đạt được cái cấp VIP 16 và đã tiêu dùng tổng cộng 5,31 triệu vàng. Và đúng là một người chịu chi được đến 5 triệu vàng thì cũng là một cái con số không tưởng. Và nhiều người nghĩ rằng là mình tiêu ít vàng
Nhưng thực tế nếu như có cái thông số so sánh thống kê này lại, mình mới thấy được là à, mình tiêu một cái số vàng nó cũng khá là nhiều. Trong cái quá trình chơi kỷ niệm 1 năm đó thì anh ta đã tiêu diệt được 1.3 triệu kẻ địch rồi. Đấy, và đã tham gia được rất nhiều các cái mặt trận chinh phục. Ok. Đấy, đấy là một vài cái thông tin cơ bản liên quan đến cái account này. Một cái account của S12 chơi từ giai đoạn đầu game luôn. Đấy. Không còn gì nhiều để xem trong phần khí tài này nữa rồi. Bây giờ thì còn có thể xem được anh ta mua sắm những cái gì nhờ, xem phần cửa hàng liên minh. Điểm liên minh của anh ta thì anh ta dùng để mua thẻ là một, và các cái phần thùng nguyên liệu cũng như là giấy phép tiến vào và su đồ uống, còn lại thì anh ta không mua cái gì cả. Xem phần shop VIP thì anh ta mua được cái gì. Với VIP 18 thì anh ta cố gắng là mua những cái đồ mà bằng free, bằng tài nguyên, còn lại thì vàng thì anh ta sẽ đầu tư vào các cái cấu kiện tinh chế không quân cũng như là lục quân. Và anh ta cũng có mua cái phần bánh răng này, cờ lê thợ dép này. Đó. Rồi xem phần chiến dịch thì để anh ta mua được những cái gì ở trong chiến dịch, để anh em cũng có thể học hỏi nhờ. Cửa hàng lục quân thì mua hết những cái mà mang tiếng là free, giảm giá. Đấy, không quân cũng vậy, cũng cố gắng là mua được những cái mang tính ưu đãi. Hết rồi, không còn gì để xem nữa rồi. Cách cuối cùng là xem phần sắp xếp sĩ quan của anh ta, triển khai sĩ quan của anh ta như thế nào nhỉ. Rồi với cái bài mà anh ta đang chơi thì anh ta triển khai cái cặp sĩ quan là thủ hộ sự thật cộng với lại chiến binh mùa đông cho cái đơn vị trực thăng của Liên minh Tự do. Còn lại thì anh ta lắp mức cơ bản cho những cái sĩ quan cho những cái đơn vị khác thôi. SH vẫn là chiến binh thiết giáp và Spanner. Trong đó pháo Mỹ thì sử dụng là Antonia Shevchenko. Còn con giàn phóng tên lửa thì dùng một cái sĩ quan mới đây rồi, anh chàng mới có, và cộng thêm với thần công sấm sét. Trong đó Park, một con pháo chống tăng của đảng, của sư đoàn tiên phong, thì chơi cặp bài là Percy cộng với lại thần cáo, cao nguyên thần cáo, hay còn gọi là tử xá Úc Châu đấy. Thì cặp này thì quá là phù hợp rồi. Đối với không quân thì sao, do còn lại là hai đơn vị máy bay, cho nên là một là bomber và một là tiêm kích. Thì tiêm kích anh ta chơi cái cặp là đôi cánh tự do cộng với bóng ma địa cực. Còn bomber thì anh ta chơi cái Encastro cộng với lại Nara, hay còn gọi là chim ưng. Trong đó thì còn có một thêm cái em phù thủy, còn có thể linh động thay đổi giữa là tiêm kích cũng như là bomber. Ok, thì đây toàn bộ là những cái thông tin cơ bản về cái tài khoản là Devin Cry 666. Một cái tài khoản với mức lực chiến 190 triệu cũng khá là cao ở S12. Thì nó có cái thông số như vậy. Và với cái quãng thời gian chơi của S12 đến bây giờ mới đạt được mức 190 triệu. Thì có thể là anh em sẽ dùng cái thông tin này để so sánh với tài khoản của anh em xem là như thế thì mình chơi bao lâu thì đạt được cái mức này. Và mình chơi ở các cái server mới, cái máy chủ mới thì tốc độ chơi của mình như vậy thì nó nhanh hay là nó chậm nhá. Chứ mình tin rằng là anh em chơi ở các server sau nó sẽ càng ngày nó càng nhanh, tiếp cận đến cái mức 190 triệu này nó sẽ nhanh hơn so với những anh em mà chơi cả ở các cái server cũ trước đây. Ok, rồi có lẽ là clip của mình cũng xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các cái video series liên quan review account cho Warpath, để anh em chúng ta cũng có thể trầm trồ xem, rồi cũng xem là cách học hỏi cũng như là cách chơi để làm sao đạt được cái mức như thế này nhé. Rồi, goodbye.